Xin kính chào tất cả cô chú anh chị, rất vui khi gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và hiện tại Hải đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên, và hôm nay là Hải có mặt tại buổi tối nhá. Hiện tại bây giờ là 20 giờ để Hải cập nhật và gửi tất cả cô chú anh chị những hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng của công trình này. Mời tất cả mọi người vào bên trong nội dung bên trong của video để có mình cập nhật những tin tức mới nhất về công trình này nhá. Và như mọi người đây nhìn thấy ạ, hiện tại Hải đang có mặt tại đường Lê Lợi. Trước mặt mọi người đây là giao nhau với đường Lê Lợi và giao nhau với đường Bát Tơ nhá. Và khu vực này hôm trước Hải có cập nhật về tình hình xả rác bừa bãi thì hiện tại khu vực này vẫn chưa được thay đổi, nhưng mọi người vẫn khá là nhiều rác. Và hôm nay Sài Gòn là chiều tối mưa to, khá là to cũng nên là mọi người nhìn thấy những khá nhiều vũng nước đọng lại khu vực này. Hải hôm nay xin phép được đi về đêm đấy, quay cho tất cả cô chú anh chị những hình ảnh rõ nét nhất về tuyến độ xây dựng Metro Bến Thành Suối Tiên được đến ngày hôm nay nhé.
hình ảnh mới nhất về tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên ngày 22 tháng 6 2022 của Hải xin phép được dừng tại đây. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, có thể đăng ký để ủng hộ kênh và cập nhật những video và tiến độ mới nhất của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Hẹn tất cả mọi người ở những video tiếp theo.